Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho các thông tin về giao thông trong bản tin giao thông an toàn của kênh VTC14. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, 29 tháng 3, sẽ là một số tin vắn đáng chú ý. Sáng ngày hôm nay 29 tháng 3, hàng nghìn người Đà Nẵng chứng kiến lễ khánh thành cầu vượt 3 tầng ngã ba Huế, được coi là cây cầu vượt lớn nhất Đông Nam Á. Đây là nút giao lập thể hình xuyến hoàn chỉnh, kết hợp cầu vượt 3 tầng. Trong đó, cầu vượt tầng 1 là vòng xuyến trên cao với 4 làn xe chạy, rộng 15 mét. Cầu vượt tầng 2 dành cho hướng ưu tiên từ tỉnh Thừa Thiên Huế vào trung tâm thành phố Đà Nẵng và ngược lại với 4 làn xe chạy, có bề rộng 17 mét. Cầu vượt ngã ba Huế tương đương quy mô và khối lượng của cầu Trần Thị Lý và cầu Rồng cộng lại, nhưng các đơn vị thi công chỉ làm bằng một nửa thời gian thi công hai cầu nói trên, do đó cầu còn có tên là công trình không ngủ. Sau khi đưa vào sử dụng, công trình góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc tai nạn giao thông tại khu vực. Đây còn là một công trình kiến trúc đẹp đặt tại vị trí cửa ngõ phía Bắc, biểu tượng cho thành phố Đà Nẵng phát triển năng động, sáng tạo. Cục Quản lý Đường bộ 2 vừa có công văn yêu cầu Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4, Cienco 4 sửa chữa mặt đường bị hằn lún trên đoạn tuyến từ Nam cầu Bến Thủy 2. Các vị trí bị lún vệt bánh xe có chiều sâu trung bình 2 cm, đặc biệt đoạn km 488+00 đến km 488+050, mặt đường bị lún vệt bánh xe có chiều sâu trung bình 4 cm. Theo đại diện của Cienco 4, một trong những nguyên nhân dẫn đến hằn lún trên tuyến đường này là do tình trạng xe quá tải. Trước hiện tượng xuất hiện vệt hằn lún trên quốc lộ 1 đoạn Vinh Hà Tĩnh, Cienco 4 đã cam kết với Bộ Giao thông Vận tải xử lý toàn bộ vị trí xuất hiện vệt hằn bánh xe quá giới hạn lưu thông an toàn trước ngày 30 tháng 4 năm 2015. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 30 tháng 3 đến mùng 6 tháng 5 năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hạn chế xe lưu thông tại một số tuyến đường để phục vụ lễ meeting kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cụ thể, cấm tất cả các loại xe lưu thông trên đường Pasteur, đoạn từ đường Hàn Thuyên đến Alexander de Rhodes và đường Lê Duẩn, đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đồng thời, tổ chức lưu thông một chiều trên đường Hàn Thuyên, đoạn từ đường Pasteur đến công xã Paris cho xe lưu thông hướng từ đường Pasteur đến đường công xã Paris. Cấm dừng đỗ xe trên đường Hàn Thuyên và đường Alexander de Rhodes trong suốt thời gian từ 30 tháng 3 đến mùng 6 tháng 5 năm 2015. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an, từ năm 2010 đến nay, tỷ lệ phát hiện kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn tăng nhiều lần. Trong 5 năm qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông xử phạt 129.960 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe. Số vụ tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn vẫn đang ở mức cao và chưa có biểu hiện giảm. 3 tháng đầu năm 2015, cả nước xảy ra 292 vụ tai nạn giao thông có liên quan đến sử dụng bia rượu, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, với đề xuất tịch thu xe nếu lái xe vi phạm nồng độ cồn cao của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, hiện Bộ Giao thông Vận tải đã tiếp nhận và đang tổ chức lấy ý kiến Bộ Công an, Bộ Tư pháp cũng như lắng nghe tiếp thu ý kiến phản hồi của dư luận và sẽ báo cáo với Chính phủ. Theo nguồn tin từ Vietnam Airlines, hãng đang triển khai dự án quản lý rủi ro bắt nguồn từ sự mệt mỏi của tổ bay mang tên là FRMS, bắt đầu nghiên cứu từ cuối năm ngoái. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành và đưa vào áp dụng từ đầu năm 2017. Đây là chương trình do Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO xây dựng và yêu cầu các thành viên áp dụng FRMS. Fatigue Risk Management System hình thành dựa trên các nghiên cứu khoa học cho phép hãng hàng không quản lý rủi ro tiềm ẩn do sự mệt mỏi của người lái và tổ bay có thể gây ra. Hệ thống theo dõi tất cả chế độ nghỉ ngơi, ăn ngủ của phi công và tiếp viên, giúp đưa ra lịch bay hiệu quả hơn. Tổ bay luôn giữ được sự tỉnh táo nhất khi đang làm việc. FRMS áp dụng các nguyên tắc nhằm đảm bảo chuyến bay an toàn khi xuất hiện dấu hiệu cho thấy sự mệt mỏi của tổ bay có thể ảnh hưởng đến chuyến bay và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Trong giai đoạn đầu, Vietnam Airlines tổ chức phát phiếu điều tra để có những nhận định ban đầu về tình trạng sức khỏe, độ mệt mỏi của phi công và tiếp viên. Kết quả phiếu điều tra sẽ là cơ sở để các chuyên gia từ nước ngoài đưa ra các đánh giá, khuyến cáo cần thiết. Không chỉ trên tuyến quốc lộ 1, tình trạng phá giải phân cách để lấy lối đi cũng đang diễn ra hết sức phổ biến trên quốc lộ 18 đoạn qua tỉnh Quảng Ninh. Việc làm này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao, tuy nhiên nhiều người dân vẫn chưa ý thức được điều này. Quãng đường từ khu vực đảo Tuần Châu đến cầu Yên Lập, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh được ngăn cách hai làn xe ngược chiều bằng hệ thống giải phân cách cứng bằng bê tông. Phía trên có hàng rào lưới thép chống chói dài 4 mét. Tuy đoạn đường này chỉ dài hơn chục cây số nhưng có đến hàng chục điểm bị tháo dỡ tấm chống chói như vậy. Một trong những điểm bị tháo dỡ nhiều nhất là đoạn chợ hải sản Đại Yên ở khu Quỳnh Trung, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long. Vào giờ cao điểm, người dân qua lại rất đông, gồm cả trẻ em và người già. Tuyến đường này cho phép ô tô chạy với tốc độ tối đa 80 km/h. Nhiều tài xế cho biết, nhiều khi xe đang chạy nhanh nhưng phải phanh đột ngột vì có người trèo qua giải phân cách để sang đường. Một trong những công trình được người dân thành phố Hồ Chí Minh khá mong đợi là dự án nâng cấp cải tạo đường Nguyễn Huệ. Theo giám đốc Sở Thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, dự án này về cơ bản đã hoàn thành theo đúng tiến độ và dự kiến sẽ vận hành thử nghiệm tổng thể công trình từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 4. Đối với tiểu dự án nâng cấp cải tạo đường Nguyễn Huệ đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Lê Lợi, đến nay đã làm xong 100% các hạng mục xây dựng đường và vỉa hè, hệ thống thoát nước, trồng cây xanh, phần ngầm hệ thống chiếu sáng. Các tiểu dự án còn lại còn một số hạng mục phụ vẫn đang được gấp rút thi công. Hiện công trình vẫn còn gặp một số khó khăn do thiếu nguồn đá lát cây trồng. Cụ thể đối với công tác lát đá để hoàn thành quảng trường trước ngày 31 tháng 3, chậm nhất đến ngày 25 tháng 3 năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Thạch Mỹ phải cung cấp đủ khoảng 9.430 m2 đá các loại hiện đang còn thiếu. Khi phố đi bộ Nguyễn Huệ hoàn thành, các loại phương tiện vẫn được ra vào theo khung giờ quy định giống như các đô thị khác trên thế giới. Để hiểu rõ hơn về nội dung hướng dẫn của các biển báo giao thông thường gặp, mời quý vị và các bạn đến với clip giới thiệu về những biển chỉ dẫn giao thông đường bộ phổ biến tại Việt Nam. Uống rượu bia và lái xe, giá đắt phải trả. Hành lang giao thông đường sắt sau giải tỏa bị tái lấn chiếm, gây khó khăn cho các đơn vị quản lý đang là một thực trạng rất đáng báo động và lo ngại. Để chấn chỉnh tình trạng này, Cục Đường sắt Việt Nam thuộc Bộ Giao thông Vận tải mới đây khẳng định, sau giải tỏa, các xí nghiệp doanh nghiệp quản lý đường sắt nếu để xảy ra tình trạng tái vi phạm hành lang thì sẽ bị xử lý nghiêm. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
người dân họp chợ tràn lên đường sắt. Thậm chí, hành lang đường sắt đã được rào, nhưng nhiều người vẫn thản nhiên chui qua, bất chấp nguy hiểm và các quy định pháp luật. Đây chính là thực trạng đã tồn tại nhiều năm trên tuyến đường sắt qua địa bàn phường Cổ Nhuế. Đây là cái khu vực tuyến đường sắt qua địa phận xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Việc lấn chiếm cái gầm cầu này đã xảy ra hàng chục năm qua. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây thì công ty Hà Thái mới có thể giải tỏa được. Vấn đề đặt ra đấy là sau giải tỏa thì vấn đề chống lấn chiếm đang là một bài toán khá nan giải. Công ty quản lý đường sắt Hà Thái cho biết, trung bình mỗi năm xóa được khoảng 20 đến 30 điểm vi phạm hành lang đường sắt. Nhưng vấn đề đặt ra, sau giải tỏa, hoạt động chống tái lấn chiếm lại đang gặp không ít khó khăn. Đáng nói, tại những điểm xuất hiện vi phạm, trước đó người dân cùng với chính quyền địa phương cũng đã từng cam kết không tái lấn chiếm. Những cái phần mà thành quả mà đã giải tỏa được ấy, thì là công ty quản lý đường sắt Hà Thái tiếp tục là phối hợp cùng với này chính quyền địa phương, đặc biệt là xã Hải Bối và huyện Đông Anh để tiếp tục là làm những cái hàng rào, rồi là phối hợp cùng địa phương để làm sao là tránh là không để tái lấn chiếm những cái khu vực dưới gầm cầu nữa, để giữ gìn đảm bảo an toàn cái hệ thống cầu theo cái quy định của luật đường sắt. Nguyên nhân dẫn tới việc tái lấn chiếm hành lang đường sắt được công ty quản lý đường sắt Hà Thái lý giải là do thiếu kinh phí đầu tư xây dựng đường gom dân sinh. Trong khi đó, nguồn kinh phí hỗ trợ cho địa phương chống tái lấn chiếm lại khá hạn hẹp nên không thể duy trì lực lượng thường xuyên. Đơn vị quản lý cũng phải có trách nhiệm là quản lý tiếp quản ngay sau khi cưỡng chế giải tỏa. Nhưng ngược lại thì đối với chính quyền địa phương cũng phải vào cuộc, cũng xác định cái việc đấy là trách nhiệm an toàn giao thông là của toàn dân, và từ chính phủ trở xuống đến các cơ quan bộ ngành và lãnh đạo, chủ tịch các tỉnh, các huyện, quận cũng đều phải có trách nhiệm thì mới giữ được. Chứ nếu mà chỉ cần sao nhãng đi, chỉ do mỗi ngành đường sắt thì đường sắt không thể giữ được. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, các đơn vị quản lý đường sắt tại các tỉnh, thành phố đã giải tỏa, xóa được khoảng hơn 2.000 đường ngang dân sinh trái phép. Vấn đề đặt ra, hiện cả nước vẫn còn khoảng 4.000 điểm vi phạm hành lang đường sắt cần phải giải quyết. Đối với các cái cơ quan chức năng bộ ngành thì cũng phải có cái phương án đầu tư làm cái hàng rào ngăn cách giữa cái đường sắt với cái đường gom, và phải có kinh phí làm cái đường gom để cho dân tỉnh đi vào cái đường gom đó thì nó mới triệt để được. Chứ nếu như trong cái phạm vi cái điểm mà giải tỏa xong rồi mà không làm được cái hàng rào ngăn cách với cái đường gom để cho dân đi thì dân sớm muộn lại tổ chức họp chợ hoặc lại đi vào trong cái phạm vi đấy. Là đối tượng nào mà là vi phạm sẽ xử phạt vi phạm đó, đối tượng đó. Tuy nhiên xử phạt theo hình thức nào, mức độ thế nào đối với đối tượng đó thì trong nghị định là 171 cũng đã có cái quy định đối với những người là vi phạm thôi. Còn đối với anh mà được giao để đi xử lý vi phạm mà anh không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng phải xử phạt ông luôn. Thì cái đấy trong hiện nay là chúng tôi đừng hướng đến việc đưa thêm đối tượng vào trong cái văn bản thì nâng cái trách nhiệm của công ty lên. Ngăn ngừa, chống tái lấn chiếm hành lang giao thông đường sắt là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách để đảm bảo tính mạng cho người dân cũng như những chuyến tàu. Hoạt động này sẽ chỉ thực sự hiệu quả khi các cấp, ban ngành chủ động vào cuộc. Bản tin giao thông an toàn ngày 29 tháng 3 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.